Nóng rồi. Quèo nấu cháo trắng là hết sảy con mà bảy luôn nha. Trời ông nội này cứng không làm ổn lên đi xong luôn. Từ bể bụng luôn bò ra vậy bộ ngập nó đi đẩy cho xuống cho mau ngập hù hù lỗ tai hoài ông nội ve kêu rồi cái đầu đâu cái đầu này lại đó có cái đầu à ôi có cái hang mình coi cái trong hang nó có gì ta sáng tắm cảm giác thế nào Ngọc? Mát lắm, nó mát ơi là mát luôn. Mát tiêu rồi đó. Mát tiêu luôn hả? Tiêu luôn rồi. Trời ơi. Ôi. Cá đâm rồi đó. Cãi đi, cãi đi, đừng đứng lại đó. Cá đâm rồi. Cá đâm rồi. Bây giờ mình trong khi chờ đợi thì mình ngồi mình thục hang luôn ha. Ốc trời của đó lỗ đầu à, Úc à. Trời đâu có vô đâu lỗ đầu. Cho cái này mà. Trời không có vô đâu, mà vô cái đầu. Vô đầu không à. Không có cá. Có kim thì cũng có lóc nha. Cặp lên lên. Có là được rồi, không cần đầu nổi. Bị gì sao. Cái hàng này nằm chỗ đầu ở sâu dưới thằng. Vàng hết trơn. Ốc đi đâu cũng gặp ốc là ốc. Nhà cá biết mình là con cần cần cần. Wow. Quá bự ngập thôi. Được con cô nghe cả nhà ơi.
sát bờ đó. Mát không? Lần qua lần rồi. Mình đi lại đằng đây nè, mình gỡ cá. Khởi động, khởi động. Quan trọng là cái ảnh cá này nè. Lạnh. Cá lồng tông mà dính lau kiến luôn mới ghê. Dính cái thằng luôn, nãy có cái thằng luôn. Cầm cá này anh làm bạch cái lưới yêu dấu người ta rồi. Bạch. Coi được con cá to tướng à. Quá khứ rồi. Nhám quá, chịu hết nổi rồi. Lạnh hay gì lạnh? Nằm rồi luôn. Ờ ơi, anh nằm trên gô ha, cũng được quá ha. Nãy ai dưới là anh nằm dạ vậy. Bật rồi đó. Rồi, rồi, bữa nay chết với tay Út rồi. Cái anh Hà chết với tay Út rồi. Ôi. Trời ơi Ngọc ơi, nó lòi trứng này. Ồ, cá cái này có trứng hả? Có trứng luôn, cá bự, cá trứng luôn. Mẹ ha, cái trời lạnh lạnh ha, mình về mình mặc xong. Mình bắt cái nồi cháo, cháo lên. Hôm nay đủ kho nồi cá kho quẹt không? Đủ. Lạnh gì còn gì bằng. Có gạo, có nồi mình nấu đây luôn ha. Hồi nãy em đem cái nồi với gạo mình nấu với nồi cháo luôn. Còn dữ à. Nhất cho nó. Cái
cốt lên. Chưa. Có cá nè. Êm hơn nha. Nè. Mạnh lên. Đừng công đâu, chiều Ngọc lên. Mạnh lên. Dịch lên. Nữa là chàng Phương xuống. Nóng mình nổi nữa trời. Đó cả nhà ơi, đây là tao lưới thứ hai. Bụt cạp luôn. Đúng rồi, loại cá cũng có, cá cũng có luôn. Lục bình trôi.
Lạnh vé ve luôn nọ. Vé ve luôn. Tại vì gió. Cho em và Ngọc cực like nha cả nhà ơi, để có thêm động lực cả nhà ơi. Đây rồi cả nhà ơi, thì hai mẻ lưới thì của hai chị em Ngọc thì cũng được nhiêu nè, thì chắc cũng kho queo là ok rồi. Nấu nồi cháo trắng là hết sảy con mà bảy luôn, như là hai đứa là ăn xỉn luôn cả nhà ơi. Nước đồng, nước đồng nó chảy ra ngoài, nước ở trong mình. Cá lồng tông này bự nè, có chín nha Ngọc. Cá này là để nữa nó xanh sẵn ra là nhiều lắm nè. Nhiều quá. Chân mình đi bắt rồi. Chỉ sao họ ngộ ha. Người ta mình chỉ để được một đứa bé, hai đứa bé thôi mà cá nó mang bầu nguyên một đống vậy ta. Đẻ cả trăm đứa cá luôn. Trăm con luôn. Hay thiệt ha. Muốn biết không? Trời, con người của mình mà đẻ như con cá vậy thôi. Sao nuôi nổi vậy? Muốn biết giống con cá không? Không. Muốn biết làm mét cho biết. Mà sao cái gì nói ha, cái mình dãy tê queo rồi, còn cá lóc mình đập đầu cái 4 năm bụng mà nó còn chưa chết nữa. Nhiều khi suy nghĩ cũng hay thiệt, là mình đập đầu cái đó là rồi luôn lụm. Sao Ngọc lạnh không Ngọc? Lạnh không? Còn không lạnh, không lạnh miếng nào chứ. Ăn lại một miếng luôn. Ăn miếng nào luôn. Hết lạnh luôn cả nhà ơi. Thì thôi chị em của Ngọc cũng xin kết thúc video thôi cả nhà. Để mặn mấy con cá này cho gọi về với trời lạnh này. Đó thì Ngọc cũng xin hẹn cả nhà mình vào những video tiếp theo. Cũng mong bà con cô bác yêu mến ủng hộ giúp chị em của Ngọc một lượt like, một lượt đăng ký và lượt chia sẻ nha cả nhà. Rồi anh chị em mình có ý kiến gì cứ comment đóng góp bên dưới nha. Rồi chào cả nhà nha.